Trần Long Chiến Anh, Nguyễn Cát Tiên, Nguyễn Ánh Dương, Trần Thị Hoài An, Tô Ngọc Anh Phân, Lê Hoàng Phúc, Vũ Minh Khang, Võ Ngọc Hồng Châu, Nguyễn Anh Phân, Lê Huỳnh Trúc Nhi, Nguyễn Lê Bảo Nguyên, Trương Đông Dư, Huỳnh Anh Phước, Phan Vũ Đăng Khoa, Nguyễn Quang Huy, Trần Nguyễn Bảo Khang. Cô mời các con có tên nhanh chóng lên sân khấu với những phần thưởng của mình. Xin trân trọng chúc mời bà Trần Thị Diệu.